Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm qua mình đã nghỉ rồi và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Cường Cái Thần. Mình là Cường Cái Thần, mình là một chuyên gia về đồ high hand, đồ second hand hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Cường Cái Thần, quay trở lại với chuyên mục hàng thùng tuyển. Và ngày hôm nay thì giữ lời hứa với tất cả mọi người, ngày hôm nay mình sẽ lên áo ba lỗ nhé, dành cho tất cả mọi người. Đây, những cái con ba lỗ kiểu chính hãng này lên form áo, mọi người nhìn mình mặc đây, đẹp không? Thực sự là những con áo này rất là dễ mặc là một, bởi vì đa phần chất liệu của nó là chất liệu thể thao và là co giãn. Và cái thứ hai nữa là giá của mấy con ba lỗ này cũng rất là rẻ nhé. Mình sẽ chỉ để giá áo ba lỗ của đợt đầu tiên kiện ba lỗ VIP này với giá là 150.000 cho một sản phẩm, 150.000 cho một sản phẩm, bao ship toàn quốc, bao check chính hãng toàn quốc và bao độ mới trên 90% dành cho tất cả những mặt hàng ngày hôm nay nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Cái Thần khám phá sản phẩm áo ba lỗ với mã từ 1 đến 70. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lên 70 mã với giá 150.000 ạ. Nhắc lại một lần nữa và bắt đầu thôi. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với mã áo ba lỗ đầu tiên là mã áo ba lỗ 1. Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm mà mình cũng nói luôn nhé, đây là một cái kiện ba lỗ đến từ Nhật Bản. Chính vì thế nên là cái form áo nó sẽ giống cái form áo mình mặc nhé, rất giống form áo của mình mặc. Mình chỉ báo số đo, cân nặng, thương hiệu và những cái liên quan đến chất liệu thôi. Chứ còn tất cả mọi thứ thì mọi người biết mặc áo ba lỗ nó dễ như nào, rất là dễ mặc. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con Gap Made in Indonesia. Và đây là một con màu xám lông chuột nhé. Chiều cao thì đối với cả áo ba lỗ, chiều cao cân nặng nó không quá quan trọng đâu, bởi vì đa phần này, mọi người nhìn này, nó đều là vải co giãn hết. Con này là cốt tông co giãn đến từ thương hiệu Gap. Và chúng ta sẽ có một con Gap với 100% là cốt tông này. Tem của ba lỗ thì có rất là nhiều con tem nó bé tí như này, nhưng mà tất cả đều bao check chính hãng toàn quốc nhé. Áo ba lỗ thì mọi người có thể mua ngoài chợ 100.000 3-4 cái cũng được, nhưng mà đấy đều là những cái con hàng nó không phải chính hãng là một. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không mang lại những cái trải nghiệm giống như kiểu những con áo ba lỗ chính hãng đâu. Chính vì thế nên là đừng hiểu nhầm nhé, những cái con này ở trong kiện nó cũng đã rất là đắt rồi. Chúng ta sẽ có một con 100% cốt tông đến từ nhà Gap với mã là mã 1. Chiều cao từ 1m70 đổ xuống, còn cân nặng thì free size, bởi vì là vải co giãn, thế nên là từ 60 đến 80 cân là mặc được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 2. Chúng ta sẽ đến với một con cũng màu xám lông chuột và cốt tông cũng như vậy. Con này đến từ thương hiệu Patina. Thậm chí nhá, là cái con này này, cái tag giá của nó vẫn còn nguyên này. Con này nếu mà giả sử như kiểu mình có thể ấy, thì mình nói thật với mọi người luôn là nếu bây giờ mà giả sử như kiểu là mình có thời gian ấy, thì mình sẽ cởi từng con áo ra một để mặc cho mọi người xem. Những cái con này lên form cực kỳ đẹp luôn. Con này chiều cao thì dưới 1m65, cân nặng cũng là 60-80. Chất liệu này, cốt tông co giãn và không rách, không sờn, không bẩn, luôn luôn là như vậy. Đây, hàng Nhật đấy ạ. Chúng ta sẽ có mã miếc các thứ rồi tem 100% là chữ Nhật như này nhé. Đây là cái kiện ba lỗ Nhật. Và cái kiện này thì cũng đã phải lọc và vứt đi quá nửa mới mang về được những sản phẩm đẹp đến như thế này. Mà đây là lần lọc thứ 3 nhé. Lần lọc thứ 3 thì mới bắt đầu có những sản phẩm lên được. Mọi người, nếu mà mọi người theo dõi cái short video của nhà mình ấy, mọi người sẽ thấy rằng cái kiện ba lỗ này mình mở cách đây khoảng hơn một tuần rồi, chứ không phải bây giờ mới mở. Nhưng mà xử lý đến bây giờ mới lên được này. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 3. Chúng ta sẽ đến với một con Diadora. Đây là một thương hiệu đến từ Ý. Và đây là một cái con áo cổ tim thể thao dành cho những vận động viên tập gym hoặc là những anh mà hay đạp xe đạp ấy. Con này thì mã của nó là mã 3. Chất liệu là chất liệu thể thao đến từ nhà Diadora. Và con này thì form size là 1m70 đến 1m75 nhé. Cân nặng 60-80 mặc giúp mình. Tem mark các thứ vẫn còn nguyên nhé. Đấy cho tất cả mọi người. Mã 4 nhé. Thực ra lên ba lỗ này rất là sướng. Lên ba lỗ này rất là sướng bởi vì là chỉ có sâu mỗi hình dáng, sâu mỗi hình dáng và màu sắc của ba lỗ thôi. Đây mã 4. Chúng ta sẽ đến với một con hàng cũng tiếp tục lại là cốt tông co giãn. Và chúng ta sẽ có một cái con hàng lại tiếp tục đến từ Nhật Bản. Và con này đến từ thương hiệu Aniquilo này. Nhìn rất đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà thực ra đây những con chính hãng, chất liệu cực kỳ mát luôn nhé. Mùa hè anh em mỗi người nên sắm cho mình ít nhất là 3 con áo ba lỗ. Ba lỗ mặc rất là nhiều, mặc ở nhà cũng được, mặc ra ngoài cũng được. Nếu mà người đẹp ấy, bản thân mình giống như của mình là mình ra ngoài đường mình rất hay mặc ba lỗ. Mã này thì 1m65 đến 1m70 và cân nặng 60-80. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Champion với mã là mã 5. Champion nhé. Một con màu xanh rêu nhá. Form size tiếp tục là 1m65 đến 1m72, cân nặng 60-80 mặc giúp mình nhá.
mấy con ba lỗ mặc dễ lắm. Chính vì thế nên là form size người ai mặc cũng được ấy. Còn nếu mà các bạn muốn mặc body thì cứ trong cái khoảng size gọi là size mắc mà mình gọi là mình có khoảng size từ 60 đến 80 đúng không? Thì size mắc là size 80. Thì cứ khoảng size 80 là mặc sẽ theo kiểu sát người nha. Nếu mà anh em người đẹp. Tiếp tục ạ, mã 6. Chúng ta sẽ đến với một con áo tập luyện ba lỗ của nhà Under Armour. Đó. Toàn hàng xịn anh em. Chất liệu thể thao nhé. Con này thì sao? Con này thì 1m7 đến 1m80 và cân nặng 70 đến 90 kg, mặc giúp mình mã này. Đây, Under Armour. Tem tác cái thứ còn nguyên này. Dành cho tất cả mọi người. Đây, code kia QR còn nguyên luôn. Và chất liệu lại là thể thao có giãn, rất sướng luôn. Tiếp tục em. Mã 7 ạ, chúng ta sẽ đến với một con hàng lại tiếp tục là cổ tròn, ba lỗ cổ tròn và không phải là ba lỗ theo cái kiểu mình đang mặc mà là ba lỗ theo kiểu vai rộng nhá. Đây là một con đến từ thương hiệu Hummel. Một con Hummel chứ, đọc chính xác là Hummel nhé. Đây, thể thao, vải thể thao. Tí nữa chúng ta sẽ đến với một vài con của Adidas và Nike nữa. Áo ba lỗ thì thực ra là nếu mà mua mới thì nó cũng không quá đắt đâu. Nhưng mà nó cũng không rẻ đâu ạ. Nó không có giá dưới 500 nghìn cho một sản phẩm mới và chính hãng như thế này đâu. Chúng ta sẽ có Hummel này. Tem tiếp tục là tem Nhật nhé. Và chúng ta sẽ có chiều cao này. Chiều cao là 1m65 đến 1m72 và cân nặng 60-80 tiếp ạ. Anh em nào bụng to mặc cũng được luôn nhé. Bởi vì ba lỗ mặc dễ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Inio. Và đây là một cái con hàng của Nhật. Chúng ta sẽ có một cái con hàng màu đen như thế này. Anh em nào vận động nhiều, tập luyện thể dục thể thao nhiều thì nên sắm cho mình ít nhất là 3 con áo ba lỗ như này nhá. Bởi vì hàng ba lỗ ấy, kiện ba lỗ mình nói thật với anh em luôn là ít người mở lắm. Chúng ta sẽ có một cái con hàng từ 1m68 đến 1m75 và cân nặng 65 đến 85 kg, mặc giúp mình mã này. Chất liệu là thể thao. Đây. Chu. Icon đứng hình mất 5 giây thu lạnh. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với outdoor. Đây là một con nỉ của outdoor nhé. Đây mọi người, những cái con hàng ở trong kiện high end mà nó mới như thế này, giặt là hết rồi nhé. 1m7 đến 1m75, cân nặng 65-85, mặc giúp mình mã này. Vẫn là cô tâm có giãn. Và con này là một con vai to. Tem mác lúc nào cũng vậy, đầy đủ và rõ chữ nhé, để cho tất cả anh em chỉ cần đặt thôi ạ. Còn lại tất cả để nhà mình lo. Tiếp tục. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 10 ạ. Đây là một con ba lỗ màu xám lông chuột. Xám lông chuột và màu trắng là hai màu mình lấy rất nhiều, bởi vì là ai cũng có thể mặc được những màu như thế này. Con này thì anh em đợi mình một chút, mình sẽ nhìn tem phía bên dưới. Con này lại tiếp tục của Aniquilo này. Đấy, trong kiện Nhật ấy, Aniquilo rất nhiều nhá. Đây, Aniquilo. Và chúng ta sẽ có một con áo ba lỗ với form size tiếp tục là 1m65 đến 1m72. Cân nặng 65 đến 80 mặc giúp mình. 90 mặc vẫn được đấy. Thực ra là đây, anh em nhìn nó giãn ra đến tận đây này. Đấy, xong thả ra lại về đúng cái form áo ấy, thì nó rất dễ mặc. Tiếp tục mã 11 ạ. Ôi con này siêu mỏng luôn. Siêu mỏng, siêu mát luôn. Ngược rồi em, chắc là do giặt, hôm trước giặt. Con này đến từ Aniquilo tiếp ạ. Đó mọi người, tem của Aniquilo. Và chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một con với thể thao mỏng. Màu con này là màu gần như là màu xám đậm đấy anh em. Chất liệu thể thao này anh em nhìn nó co giãn, mặc sướng cực kỳ luôn. Mùa hè nóng ấy, anh em mặc con này ở trong để mặc sơ mi bên ngoài để che một số bộ phận nhạy cảm cũng được. Hoặc là thậm chí anh em mặc nguyên con này cũng được nếu người anh em đẹp. 1m65 đến 1m72, cân nặng 60-80. Mã 12 chúng ta sẽ đến với nâu đậm. À xám đậm, sorry không phải là nâu đậm. Con này đến từ thị trường của Nhật tiếp và tiếp tục lại là Aniquilo. Trong cái kiện gọi là ba lỗ của Nhật Bản thì Aniquilo rất là nhiều nhé. Một con áo ba lỗ này anh em có thể mặc qua khoảng 5 mùa hè thì may ra nó mới cũ được. Mình phải nói thật, áo chính hãng nó khác bọt, chất liệu, độ mát rồi tất cả những thứ liên quan đến con áo, đường kim mũi chỉ nhìn nó đã khác mấy con áo ba lỗ mua ngoài chợ rồi. Chúng ta sẽ có mã 12. 12 ạ, 1m65, 1m72, cân nặng 60-80. 13. 13 chúng ta sẽ đến với Global Work. Đây là một con ba lỗ rất hay khi mà nó có cả túi nhá. Đây, nó có cả túi ở phần đằng trước như thế này. Con này thì chỉ từ 1m6 đến 1m65 thôi, nhưng cân nặng vẫn là 60-80. Bởi vì vải của nó là vải co giãn, thế nên là
Nhắc lại một lần nữa là áo ba lỗ mặc cực dễ luôn nhá. Và ai cũng có thể vừa được với áo ba lỗ. Với form size kiểu như này. Cái con mình đang mặc đây này là một con của Uniqlo, mọi người nhìn này. Đây nó giãn đến tận đấy cơ mà. Nhưng mà giãn nó không phải là cũ đâu nhá. Giãn là nó là độ co giãn của áo ba lỗ nó rất là sướng ấy. Thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Với cả giãn mà nó bị gọi là bị cũ. Mã 14 ạ, chúng ta sẽ đến với một con full đen. Đây, đẹp chưa? Con này thì mọi người nhìn như kiểu vải lưới nhỉ, bởi quá mỏng. Đây là vải thể thao thoáng khí. Con này anh em đợi mình một chút. Mã 14 này cái tem thương hiệu cắt tem rồi. Thôi mã 14 này bỏ qua đi. Tặng cho ai mua 3 con áo trở lên. Mã 15 ạ. Nhà mình có sao mình sẽ báo luôn ở trên clip nhá. Và một cái clip của mình nó rất là tự nhiên, nó không phải dựng, không phải cắt ghép gì cả. Convert này. Thể thao của Convert ạ. Thể thao vai to của Convert. 1m65 đến 1m72, cân nặng 60-80 nhá. Mình sẽ không sâu tem nữa đâu ạ. Thôi sâu nốt đi. Thực ra sâu thì nó cũng thế đấy mà. Tất cả đều còn nguyên nhá. Con nào không còn thì bỏ qua luôn. Mã 16, chúng ta sẽ đến với vải thể thao siêu mỏng tiếp ạ. Con này chắc lại của Uniqlo rồi. Nhưng con áo ba lỗ thì đa phần nó sẽ không làm tem ở phía trên cổ đâu. Con này cũng 65-72 và cân nặng cũng là 60-80 đấy ạ. Áo ba lỗ mặc dễ. Đây này, Uniqlo này. Đấy, thậm chí là khi mà mình sờ vào con áo nhá, mình còn chưa cần phải nhìn tem, mình đã biết nó của hãng gì rồi. Thì anh em biết cái kinh nghiệm trong suốt 12 năm chơi hai em của mình nó như thế nào. Tiếp tục, một con rất đẹp nhá. Con này, ui con này đẹp ấy, màu này đẹp nhá. Chúng ta sẽ đến với một con xanh rêu. Con này thì là cốt tông co giãn nhá, chứ không phải vải thể thao đâu. Cốt tông co giãn 65-72 tiếp và cân nặng 60-80. Anh em trong khoảng nào mặc cũng được luôn ấy. Áo ba lỗ thì mặc dễ, ăn đi kilo rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Kepa. Đây là một con áo cốt tông vai to, cổ tròn. Con này cân nặng có thể lên đến 90kg mặc vẫn được thôi nhá. Con này của Kepa. Mã con này sẽ là mã 18 á. Anh em nhanh tay giúp mình nhá. Hàng đầu tiên, kiện đầu tiên nó luôn luôn là kiện đẹp nhất. Sau đấy là nó sẽ gọi là giảm về độ đẹp ở giữa mùa và đặc biệt là mùa nóng thì đa phần toàn hàng nước hại nước bà. Nike này. Nike chất liệu thể thao màu xanh. Mã con này 19. Chúng ta sẽ có một cái con với form size tầm 1m65 đến 1m75. 75 mặc được đấy ạ. 72 tầm như mình là mặc bắt đầu là body. 75 mặc sẽ là body luôn. 60-80kg nhé. Chất liệu thể thao màu xanh. Nike thì đương nhiên rồi. Rất nhiều tem, lúc nào cũng vậy. Đây là cái chất liệu mà mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nó được gọi tên là dry fit dành cho Nike. Và một con áo này mình có tham khảo rất nhiều các cái sàn giao dịch thương mại điện tử môn biết các thứ ấy. Mấy con áo này toàn trên triệu con này. Scanner USA. Cốt tông vai to, màu xám đậm. 1m7 đến 1m75, cân nặng 70-90kg nhé. Mặc dù mình mã này, mình sẽ không sâu nhiều tem tủng các thứ nữa đâu. Bởi vì tất cả hàng nhà mình đều bao check chính hãng toàn quốc nhé. Tiếp tục. Mấy cả là dạo này hay cháy hàng nhỉ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bốp ạ. Lại tiếp tục là xanh lam. Lại tiếp tục là form size 68-75. Và lại tiếp tục là 60-80kg. Và lại tiếp tục là tem Nhật Bản. Anh em nhìn cái sự co giãn của nó như thế này thì anh em có 90 cân mặc vẫn được luôn. Tiếp em ơi. Bỏ qua mã 21, chúng ta sẽ đến với Red Standard với mã 22. Đây là một cái phối màu theo kiểu con này vẫn là cốt tông co giãn thôi. Và lại tiếp tục từ 1m7 đến 1m75 và cân nặng 70-90 mặc giúp mình mã này. Con này thì nó dạng theo kiểu vintage, khá là vintage nhá. Màu của nó là màu kiểu xám sọc như thế này. Với cái số lượng ba lỗ mình đã từng mở đến thời điểm hiện tại là mình đã mở được đâu đó khoảng 1.600 con ba lỗ. Thì đây mới là cái clip phần 1 thôi, chúng ta sẽ có phần 2 nữa. Tiếp tục ạ, Lê Cộp Sport. Lê Cộp. Đây, mấy con hàng này làm gì có giá dưới 1 triệu một con khi mà mua ấy đâu. Chất liệu là thể thao, chiều cao là 68-75 và cân nặng 60-80kg đến từ nhà Lê Cộp nhé. Cái mã này là cái mã mà rất là nhiều người nói rằng là cái áo hình áo hàng con gà ấy. Toàn là những thương hiệu lớn. Và đương nhiên tem mác đầy đủ nhá. Mình sẽ không sâu nhiều tem mác đâu bởi vì nó khá mất thời gian. Tiếp em ơi. 24 ạ. Chúng ta sẽ có gì? Mã 24 chúng ta sẽ đến với một con xám đậm của Uniqlo. Nếu mình đoán không nhầm thì chúng ta sẽ xem tem dưới nhá, bởi vì là Uniqlo nó không làm tem ở phía bên trên.
1m65 đến 1m72, cân nặng 60 đến 80, biết ngay mà. Đây anh em nhìn này, đấy, mình nhìn vào con áo, mình sờ vào chất liệu, mình biết ngay thương hiệu nó là cái gì, dã man. Tiếp tục Aniquilo ạ, lại Aniquilo, nhưng mà con này thì là cốt tông mát nhé, cốt tông mát siêu có giãn rồi. Ui, con này 90 cân mặc vẫn được ấy. Mã này là mã 25 đến từ nhà Aniquilo ạ, vai to nhé, cốt tông co giãn, con này đến 90 cân vẫn mặc được nhé, 70 đến 90 cân, chiều cao từ 1m65 đến 1m72. Tiếp tục First Down với mã 26, chúng ta sẽ đến với một con ba lỗ xám lông chuột của nhà First Down. Anh em cứ săn một phát 3-4 con ba lỗ về mặc giúp mình nhé. Là bởi vì ba lỗ này thực ra là giá nó khá là rẻ, là một, và cái thứ hai nữa là nên có nhiều con ba lỗ mặc thường xuyên mà. Con này vẫn là cốt tông co giãn, 1m65, 1m72, cân nặng 60-80. Ba lỗ thì cái khoảng size của nó lớn hơn phông rất là nhiều, bởi vì là đa phần ba lỗ thì chất liệu của nó là thể thao co giãn mà, hoặc là cốt tông co giãn Mizuno này. Đấy anh em, áo của Mizuno này, áo tập luyện của Mizuno, 1m72 đến 1m78, cân nặng 70 đến 90, hàng thể thao của Mizuno. Mizuno nó đắt như nào thì anh em biết rồi đúng không? Chúng ta sẽ có một cái logo được thêu ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ cố gắng lên quần jean và phông VIP nhà mình đang xử lý nhé. Đây tem chính hãng của Mizuno, tem Nhật Bản. Tiếp, bỏ qua mã 27, chúng ta sẽ đến với 28, chúng ta sẽ đến với Bimoscat. Đây là một cái dòng ba lỗ theo kiểu khá là luxury. Chúng ta sẽ có những cái con ba lỗ theo cái kiểu đường dọc, giống như kiểu là nó không phải là đen xì hẳn đâu. Anh em nhìn kỹ giúp mình nhé. Con này 1m6 đến 1m70 và cân nặng 60 đến 75, mặc giúp mình mã này, hàng Nhật Bản đấy. Đây này, tem Nhật nhé, tất cả đều có thể tự check được. 150 một con, rẻ không? Chơi ba lỗ là chơi sướng nhất, rẻ, đẹp, bền luôn. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với một em ba lỗ thể thao màu đen với form size 1m65, 1m72, 60 đến 80 kg, mặc giúp mình nhé. Con này lại tiếp tục đến từ nhà Lê Cốp này. Đây, cái tag dưới của nó đây. Đây, hàng của Lê Cốp, giá như thế này thì chỉ có nhà mình bán. Đó, mã này mã bao nhiêu? 29, Lê Cốp thể thao. 30 ạ, 30 chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Và con này màu xám đậm nhá. Đầu tiên cho mọi người xem tem trước đây. Hàng nhà mình đã giặt rũ các thứ thơm tho, là lượt các thứ đầy đủ hết trước khi mà ra tay khách hàng rồi. Thế nên anh em về không cần phải giặt lại đâu, riêng ba lỗ này, bởi vì ba lỗ này tốn khá là ít diện tích. Aniquilo 6572, cân nặng 60-80, Aniquilo nhá, màu xám đậm. 31 chúng ta sẽ đến với một con cổ khá là hay. Anh em đợi mình một chút. Con này cổ của nó là cổ tim, nhưng mà lại là cổ tim sát. Đây, con này cũng của Ani luôn này, ra màn này. Con này 1m6 đến 1m65, cân nặng 60 đến 70, tem Nhật, kinh khủng. 32 xám lông chuột ạ. Hôm nay cái khoảng size nó rất là rộng, thế nên là anh em chọn dễ lắm, anh em cứ mang về mà mặc. 90 cân cũng vừa luôn anh em ạ, với cái kiểu co giãn này, Aniquilo. Đấy, tem Nhật nhá, cốt tông, mã 32. Còn sản phẩm này giá 150.000 mà anh em còn tiếc tiền để ấy nữa thì mình chịu. Bởi vì đóng gói ở nhà mình mất 15.000 nhá. Tiền giặt một con áo, giặt là rồi các kiểu của một con áo này, tiền vận hành của một con áo này là 15.000. Xong là tiền vận chuyển là khoảng 20.000 nữa. Là đâu đó một con áo này mình chỉ cầm về được 100.000 thôi. 100.000 cho một con áo chính hãng trong kiện VIP. Anh em biết là phải buôn lớn như nào thì mới dám bán với cái giá này. Còn nếu không thì mình có thể lặt vặt kiểu mỗi một clip mình lên 15 con thì mình bán 300.000 một con vẫn bán được mà. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với Airwax cổ tim nhá. Cốt tông có giãn, 6572, cân nặng 60-80, Airwax. Thương hiệu này cũng nổi tiếng rồi đúng không? Đây này, thậm chí này, soi ánh đèn lên anh em nhìn thấy này. Đấy, có những cái con mà là đến thời điểm mà mình vừa là xong ấy, là hơi nước nó vẫn còn bám ở trên áo này này. Đó, Airwax. Còn tất cả những con này đều đã giặt là ấy nhá. Cái công giặt là của nhà mình nó khổ lắm, nhân viên phải làm việc liên tục luôn. Mã 34 ạ, chúng ta sẽ đến với một con áo xám lông chuột, chiều cao 1m7 đến 1m75 này, và cân nặng ấy ra
60-80. Và thương hiệu thì sao? Đây, tem Nhật, ngu. Toàn thương hiệu lớn. Tiếp em ơi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Kepa. Một con áo vai to của Kepa nhé. Con này form size 1m6 đến 1m65 thôi, nhưng mà cân nặng 60-80 tiếp. Bả lộ nó rất dễ ở trong khoảng size, bởi vì vải của nó là vải co giãn ấy, mặc sướng, mặc cực kỳ dễ luôn. Đấy, anh em thấy mình mặc áo ba lỗ đẹp không? Lên like mình hay mặc áo ba lỗ ấy. Và nếu anh em có theo dõi Facebook cá nhân của mình, anh em sẽ thấy mình suốt ngày mình mặc áo ba lỗ thôi, mà chỉ mặc áo ba lỗ xịn, mặc áo ba lỗ đều ngứa người. Mặc áo ba lỗ xịn này anh em mặc một con có mặc 5 năm cũng không hỏng. Edwin, thương hiệu lớn chưa? Con này 1m6 đến 1m65, cân nặng 60-80 mặc giúp mình nhá. Con này của Edwin, con này màu đen, tem của nó là tem Nhật tiếp này. Đó, đây là hàng ba lỗ Nhật nhá, Nhật xịn luôn, kiện dép pan luôn ạ. 37 ạ. Chúng ta sẽ đến với Pico. Đây là một con cốt tông co giãn, nhưng mà cái chất liệu là cốt tông khá là dày nhá, vai to. 1m6 đến 1m65, 60-80 cân nặng. Đây, anh em bảo nó đáng tiền không? Nhưng chi tiết rất nhỏ thôi, đường kim mũi chỉ của mấy cái con này. Đây, tem Nhật. Có đáng để mua không? Bỏ ra có 150.000 cho một sản phẩm, bao cả ship, bao check chính hãng, lại còn bao độ mới nữa. Lấy đâu ra? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Moto Sport của nhà Dunlop ạ. Và chúng ta sẽ có mã 38 nhé, cốt tông mát. Mùa hè anh em sẽ thấy những con áo ba lỗ này phát huy tác dụng. 1m68 đến 1m75, cân nặng 65-85kg nhé, mặc giúp mình mã Dunlop này. Chúng ta sẽ có gì? Dunlop. Chúng ta sẽ có gì? Đây, mọi người nhìn này, mọi người thấy chưa? Chính hãng là phải thế, mà chính hãng mặc sướng lắm, áo này mặc thoải mái. Mình có nói thì chắc anh em không tin đâu, nhưng mà áo ba lỗ của mình phải có ít nhất 15 gái trong tủ nhá. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với Michio London. Một con hàng vai to, anh em là đi tập gym nhiều ấy nên sắm cho mình 3-4 con. 1m68, 1m75, cân nặng 65-80, 65-80 nhá. 90 mặc vẫn được luôn. Nó co giãn đến mức đấy cơ mà. Mã 40 ạ, chúng ta sẽ đến với cái gì? Chúng ta sẽ đến với một con ba lỗ đen. Con này chả khác gì con mình đang mặc luôn. Anh em mặc lên người sẽ giống như kiểu cái cách mà mình đang mặc áo ba lỗ này này. Giống hệt. Con này của thương hiệu gì? Vâng, chúng ta của Gu ạ. Tem Nhật. Đó. Mã con này là mã bao nhiêu? 40 ạ. 65-72, 60-80. Đây này. Mã 41. Con này phải bán à, nếu mà phải bán thì phải bán đắt hơn, nhưng mà thôi kệ, để luôn giá đấy. Nike. Áo tập luyện của Nike, 1m7 đến 1m75, cân nặng 65-85. Thoáng khí ở hai bên nhá. Chất liệu là thể thao, đến từ nhà Nike. Đó, anh em thấy những cái con Nike Fit đẹp như thế này mà mình giá má 150 thì tất cả những sản phẩm còn lại nó phải ngon lắm chứ anh em. Đây, tem tác các thứ, mới cứng trắng tinh. Tiếp 42 ạ, bỏ qua Nike, chúng ta sẽ đến với Techfish. Một con Adidas thể thao form body Techfish, dành cho tất cả những người nào hay tập gym này. 1m65 đến 1m7, cân nặng 60-80 nhá, mặc giúp mình mã này. Con này cái dòng của nó ấy, cái hôm mà mình có mặc con áo để đi tập ấy, thì cái con áo của mình nó có tên là Nike Pro. Thì bọn này sẽ là bọn Techfit này. Vải co giãn cực kỳ luôn nhá. Cái này có lên 90kg mặc vẫn được. Quá gì đã. 42. À 43. Sorry anh em, 43 chúng ta sẽ đến với một con áo với phối màu trắng xám. Thể thao nhá. Con này của thương hiệu gì? Đây, Aniquilo. Aniquilo nhá. Hai tem. Tiếp. Không sao đâu. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với cái gì? Chúng ta sẽ đến với Puma. Mã 44 ạ. Nhưng con này logo nó bị mờ nhá. Logo nó bị mờ, để tặng. 1m6, 1m65. Cân nặng 60-80 để tặng nhá. Ai mua 3 áo trở lên mình sẽ tặng cho con này. Mặc vẫn ok nhưng mà cái logo nó hơi mờ rồi. Đây. Tiếp. 45 ạ. Ôi con này thì mới đét này. Lê cốp. Trắng tinh luôn.
1m65, 1m72, cân nặng 60, 80 nhá. Qua nhanh giúp mình mấy cái mã kiểu như thế này. Mấy mã này đẹp lắm anh em. Đây này, hàng của Lê Cúp bán 150. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với Under Armour. Và chúng ta sẽ có một quần áo tập luyện của Under Armour. Con này cũng gọi là độ mới cũng không được cao lắm đâu. Chính vì thế nên là lại tiếp tục để tặng tiếp. Anh em nào mua áo mà trên 3 con áo trở lên sẽ được tặng con áo này nhá. Con này đẹp lắm, nhưng mà nó kiểu nó không được mới cho lắm, 85% thôi. Đây. Nhưng mà chất liệu thể thao này thì mình nghĩ là phải 5 năm nữa nó mới hỏng được. 46 65, 72, cân nặng 60, 80 tặng nhá. 47 ạ. Mình sẽ tặng cho những người nào thực sự nhiệt tình. Chứ còn nhà mình buôn tiền tỷ nên là mình cũng chẳng có lo lắm về cái câu chuyện là bớt hay là thêm hay là bớt một hai con áo. Xám đậm ạ. 47 Aniquilo. Biết ngay à, sờ chất liệu là biết, không cần phải mở áo ra đã biết nó của cái gì rồi. Đấy là giá trị của kinh nghiệm. Và không phải là những người nào buôn, thích buôn cái gì buôn đâu. Chất liệu rồi tất cả các thứ, nhiều người nắm chả rõ về thương hiệu cũng bán hàng chịu. 60-80kg nhé. 65-72 Aniquilo. Mã 48 chúng ta sẽ có một con màu xanh bộ đội của Aniquilo. Đây, con này thì mark tem ở trên luôn này. Lại tiếp tục như vậy thôi. 1m65 đến 1m7, 72 là hết cỡ nhá. Tem Nhật. Cân nặng 60 80. Dễ nhỉ? À ba lỗ dễ thật sự luôn. Một con rất đẹp này, con này của Playboy. Chúng ta sẽ có một con cốt tông của Playboy mã 49 này. Đây, đầu tiên nhá. Logo Playboy ở trên, tem Playboy ở trên và cái logo ở phía bên dưới này. Con này trong cái quá trình giặt rũ này, quay các thứ nó bị dính hơi dính, gọi là dính bụi một chút. Chúng ta sẽ lấy băng dính. Nhớ xử lý con này nhé, trước khi gửi cho khách là nhớ lấy băng dính dán hết tất cả những cái này lên. Bởi vì cốt tông nó là cốt tông xịn nên là bám bụi. Đây, logo Playboy. Một con áo đỉnh đến như thế này mà mọi người bảo. Đây, tem Nhật. Giá có 150. Chiều cao chứ nhỉ. 65-72, 60-80. 65-72 là chiều cao nhé, cân nặng là 60-80. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 50 với một con Convert rất là đẹp. Đây là một con còn vợt. Con này thì cao hơn này. 1m68 đến 1m75, cân nặng 60 đến 85 ạ. Đây, có tất cả thông số, tem mác đầy đủ. Cốt tông. Mấy con đẹp như thế này các bạn bảo kiếm ở đâu ra, đi săn còn không săn được ấy. Áo ba lỗ ngoài chợ người ta cũng bán với giá đấy, nhưng mà thương hiệu làm sao lớn được nhảy và mới làm sao được như thế này. Mình không nói giá của nhà mình là thấp nhất, nhưng mà ít nhất ấy là giá cả của nhà mình rất là cạnh tranh. Dịch vụ của nhà mình tốt và tất cả những thứ liên quan đến mặt hàng của nhà mình đang là dẫn đầu thị trường. Mình khẳng định đấy, bởi vì là mình là người tay to, buôn lớn. Nên là mình có sao mình sẽ nói thế. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Viewland. Lại tiếp tục là một con hàng Nhật với chiều cao 1m60 đến 1m65 nhưng cân nặng 60-80 nhá. Con này là cốt tông, này co giãn đến tận đây cơ mà. Anh em 90 cân mặc cũng được ấy. Ba lỗ này nó dễ mặc cực kỳ luôn anh em. Anh em hiểu ý mình không? Nó rất dễ mặc. Global Work với màu trung tính nhá. Con này là màu xám nhưng mà ánh xanh này. Cốt tông. 1m65, 1m72 tiếp và cân nặng 60-80. Nói chung là khoảng người nào cũng mặc được. Đây, tem Nhật Bản. Mọi người đọc được chữ Nhật không? Kinh khủng. Tiếp. 53. 53 chúng ta sẽ đến với một em thể thao mỏng dính. Con này nặng chắc là không được đến 2 lạng mất. À nhầm, 0,5 lạng em ạ. Mấy con áo mỏng dính nhỉ. Đây là một con áo thể thao nhé. Mọi người phải biết là mấy con áo này mặc vào người nào mà cái form body người đấy đẹp ấy. Mình nói thật với anh em luôn, áo ba lô nó tôn dáng, tôn da cực kỳ luôn. Đây, Aniquilo này. Đấy, toàn là hàng thương hiệu thôi chứ không phải là hàng trôi nổi ngoài thị trường đâu. Không phải mấy cái thương hiệu mà không ai biết đâu. Aniquilo nhá, thể thao. Cân nặng con này 65-85. Chiều cao 1m65 đến 1m72. 54 ạ, chúng ta sẽ quay trở lại với Kepa với một con áo cốt tông vai to nhá. Con này 90 cân mặc được. 65 đến 90 cân. 65kg là mặc rộng rộng một tí, 90kg là mặc full body. Nhưng chiều cao con này chỉ từ 1m65 đến 1m7 thôi. Và cốt tông co giãn cực sướng luôn, mặc cực mát luôn nhá. Mùa hè anh em chỉ có quần đùi và áo ba lỗ thôi là ngon nhất rồi. Tiếp em ơi.
Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 50 năm. Chúng ta sẽ có In Japan. Đây anh em. Đẹp không? Đẹp không? Đây đằng sau. 1m7 đến 1m75, cân nặng 70-90 nhá, mặc giúp mình mã này. Chất liệu thể thao của thương hiệu In Japan. In Japan chứ không phải In Japan. Đấy, logo sau. Toàn trên 90% hết. Con nào cũ báo ngay. 56 ạ, chúng ta sẽ đến một con đen xì cốt tông. Con này nó ghi là size L này, 68-75, cân nặng 65-80. Con này của gì? Vẫn là Nhật Bản thôi. Con này của thương hiệu Kammer. Đấy, hàng Nhật. Mỗi người làm 3-4 cái giúp mình nhá, để cho nó gọi là thuận buồm xuôi gió. Đấy, để cho mình có cái gọi là động lực để mình lên clip. Không một thời gian nữa mình lên clip anh em không ủng hộ nhiều này mình trốn. Xong anh em lại đi hỏi mình, gọi điện hỏi mình cứng ơi mẹ có lên không. Tiếp tục mã 57, chúng ta sẽ đến với Aqua Blue. Aqua Blue, hàng Nhật tiếp ạ. Con này vai to nha, 65-80kg, chiều cao 65-72. Mọi người biết tại sao mình hay định cái mức gọi là mức 72 không? Bởi vì là giống như mình này, mình cao 1m72 này. Đấy, mình mặc form như thế nào thì mình sẽ ướm được cái form size đấy, nó rất là chuẩn luôn. Lightweight size M, chất liệu thể thao. Con này cũng là áo tập luyện dành cho anh em tập gym này. Hoặc là đạp xe đạp, anh em là xe đạp nên mua những con áo ba lỗ này nhá. Thoáng khí, mặc rất mát trong mùa hè. 65-72 đấy ạ, cân nặng 60-80. Mã này là mã 58. Thực ra anh em chênh đâu đó khoảng 5 cân hoặc là 5cm về chiều cao, không ảnh hưởng đâu. Convert, con này thì cốt tông. Và form con này chỉ từ 1m6 đến 1m65 thôi nhá. Cân nặng 60-80 vẫn được, nhưng mà chiều cao thì chỉ từ 1m6 đến 1m65 thôi. Mình sẽ lên cái khoảng size mà anh em mặc vào người là đẹp nhất nhá. Con này của Convert. Áo của Convert, mọi người cứ ra store của Convert hỏi ba lỗ xem bao tiền. Sau đấy quay lại đây mua cũng được. Nhưng mà quay lại đây thì đúng chỉ còn cái móc thôi. Mã 60 ạ. Chúng ta sẽ đến với một con cổ tim chất liệu thể thao. Chiều cao là 65-72 và cân nặng 60-85. Con này màu xám đậm nhá. Con này đến từ nhà Lê Cốp ạ. Lê Cốp Sport. Mọi người thấy ở trên cái thị trường high end, mình bán áo ba lỗ, mấy hôm nữa sẽ có người bán áo ba lỗ, mọi người để ý mà xem. Nhưng mà mình luôn luôn là người dẫn đầu thị trường về sản phẩm. Tiếp tục ạ. Back number. Trời ơi kinh không. Xám đậm. À nhầm, con này xám nhạt, xám lông chuột nhạt. Nhưng con này là vai to nhé, không phải là cái kiểu vai nhỏ nha. 65-72 tiếp và cân nặng 60-80 tiếp. Mọi người cứ trải nghiệm thử đi. Mình nghĩ là cái mặt mình nó giá trị hơn 150.000 chứ nhỉ. Mọi người tin mình thì mọi người đặt hàng. Ôi nhưng mà hôm trước thì giống như kiểu kiện hoàn này. Chưa nổi hết clip đã hết sạch ma rồi. Quá kinh khủng. Mã 62 chúng ta sẽ đến với Puma Lifestyle. Đây là Puma. Nhà mình cứ hết clip cái là hết sạch hàng rồi anh em nhá. Anh em nhớ điều đấy giúp mình. Thế nên là sau đấy hỏi đa phần đều có câu trả lời là hết. Xong là có nhiều người bảo mình à, bán hàng cho vui, đăng lên câu like. Nhưng mà mình xin hỏi lại anh em một điều, đó là like nó có ăn không? Mà mình câu like thì mình được cái gì? Trong khi đấy mình nói xả, nói vào cái máy tính, à máy màn hình này, xong mình dựng phim, mình bỏ một đống tiền ra để thuê nhân viên. Làm cho vui làm sao được anh em, câu like làm sao được. Puma 65-72 ạ. Cân nặng 60-80. Đúng không? Mình vận hành cả một cái hệ thống gồm có 15.000 mặt hàng. Nhân sự thì đông, tiền thiết bị thì căng. Mọi người tưởng quay mấy cái mà clip mà nét đét như này mà máy nó rẻ, không rẻ đâu ạ. Tất cả mọi thứ đều phải đầu tư hết. Và đầu tư lên, đăng lên như này xong mà cuối cùng mà không bán. Làm sao được? Chẳng qua là nó hết hàng ấy, mọi người có cái cảm giác đấy thôi. Head này. Ba lỗ thể thao của Head. Chiều cao 68-75. Con này size L. Cân nặng 65-85. Tiếp. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 64 ạ. Mã vừa rồi 63 nha. Nếu mà mình giả sử như kiểu trong cái quá trình mà mình like mình quên mã thì mọi người có thể xem mã trước và mã sau để chốt cái mã đấy. 64 Aniquilo à. Lại một con giống hệt cái con mình đang mặc. Biết ngay mà Aniquilo.
chất liệu của Anikilo nó có một điểm rất là đặc trưng, chạm tay vào đấy, cái cảm giác chạm tay vào một cái gì đấy giống như mọi người cưới vợ ấy đấy, chia sẻ mọi người câu chuyện đây là hay có cái trò bịt mắt vào sờ tay, đây là vợ em đấy, tức là chăm hay thì không bằng tay quen, làm nhiều giống như mình ấy, mọi người sẽ có một cái cảm giác là sờ vào vải là biết của thương hiệu nào. Chiều cao này 6572, cân nặng 60-85. Mã 65 mà chúng ta sẽ đến với màu xám lông chuột nhá. Ngày mai chúng ta sẽ lên với phong VIP, quần bò về rồi đấy, nhưng mà phải xử lý xong đã. Con này lại tiếp tục của Annie thôi. Hàng Nhật thì Aniquilo rất nhiều. Và Aniquilo nhá, nhắc lại với mọi người một lần nữa là Aniquilo là Aniquilo xịn nhá, không phải Aniquilo ở ngoài chợ đâu. Rất nhiều người bán hàng fake ở ngoài thị trường. Aniquilo xịn. 6572. Đây, cân nặng 60-80, mình mặc thử cho mọi người xem. Mặc dễ lắm, ba lỗ mặc cực dễ luôn. Đây. Đây là cái cách khi mà 1m72 mặc vào người này. Anh em thấy đấy, anh em thấy chưa? Dễ mặc cực kỳ luôn, mình nói không bao giờ nói điều luôn, 90 cân vẫn mặc được bởi vì áo nó là cốt tông co giãn ấy, mặc rất là dễ. Con này mã là 65 nhé. 66. 66 ạ, chúng ta sẽ đến với Fork. À Fork chứ không phải Fork. Một con áo với hệ thống gọi là con thoi tổ ong ở đằng sau, thoáng khí, cốt tông. Con này rất hay, có một cái túi nhỏ nhỏ ở bên cạnh này nữa. Dị cực kỳ luôn. Con này 1m68, 1m75 này, cân nặng 65-85. Co giãn, thoáng khí. Cực kỳ thoáng rồi nhá. Đây, nó có rất nhiều lỗ hổng. Đấy, và tiếp tục lại là tem Nhật. Tiếp tục. Và mã cuối cùng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một em Adidas với mã 67. Và đây chỉ là phần 1 thôi nhá, phần 2 mình sẽ cố gắng ra vào ngày kia. Đây, Adidas 3 vạch, 1m72 đến 1m78 và cân nặng 60-90kg, mặc giúp mình nhá, 60 mặc vẫn được ấy, 60 mặc theo kiểu form Âu. Đây Adidas của Nhật này anh em. Đấy, Adidas bán 150 thôi. Giao lưu với anh em cái lô đầu tiên này nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Cường Kê Thần. Nhớ like, subscribe để tục cập nhật những clip mới nhá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại với mã 67 với áo gọi là áo ba lỗ và sát nách. Giống yêu cầu của rất nhiều người nói là Cường ơi, lên áo sát nách đi, thì ngày hôm nay mình đã lên cho mọi người. Mọi người cố gắng chốt nhanh cái này cho mình nhá. Chứ còn sau 2 ngày là không hỏi lại nữa nhá, bởi vì chắc chắn sẽ hết đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Cường Kê Thần. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.